Xin chào những bậc phụ huynh yêu quý. Cô không biết làm cách nào mà ba mẹ đã nhìn thấy video này, nhưng có lẽ hôm nay là một ngày may mắn của cô, ba mẹ và các con. Trong video này, cô Hà sẽ chia sẻ với các ba mẹ làm thế nào để chúng ta có một phương pháp học tiếng Anh dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn. Cũng giống như các ba mẹ, nhiều năm trước, cô đi tìm một con đường để giúp mình có thể thay đổi cách học tiếng Anh, giúp cho bản thân mình nói tiếng Anh chuẩn hơn, tự tin hơn và giúp cho mình có tài chính tốt hơn. Rất nhiều người thầy đã đến trong cuộc đời của cô. Cảm ơn họ đã cho cô những bài học, những kiến thức vô cùng giá trị. Bằng cách đó, cô đã thay đổi cuộc đời của mình sau đó bằng việc giúp đỡ các ba mẹ và con tiếp tục hệ thống hóa những kiến thức này và đúc kết nó trong một chương trình 28 ngày có tên gọi là chương trình đánh thức trí tuệ. Trong suốt 5 năm qua, đánh thức trí tuệ đã có hàng ngàn các ba mẹ và con tham gia để nói tiếng Anh chuẩn xác hơn, tự tin hơn. Và hôm nay đến lượt bạn, những ba mẹ ưu tú, bây giờ là lúc tuyệt vời nhất để bấm nút đăng ký vào chương trình này. Nó hoàn toàn miễn phí trong 28 ngày. Ba mẹ sẽ học làm thế nào để con có một phương pháp học tiếng Anh đúng đắn hơn, làm thế nào thì con mình có kết quả trên trường tuyệt vời hơn và luôn dẫn đầu trong các cuộc thi, làm thế nào để con nói tiếng Anh thành thạo như người bản xứ để có tương lai sáng lạn hơn, làm thế nào để con không những giỏi tiếng Anh mà còn tự lập, chủ động học tiếng Anh, phát triển kỹ năng tự học. Cô là Hà, rất vui mừng chào đón ba mẹ và các con trong 28 ngày đồng hành tuyệt vời này. Trong chương trình có tên gọi đánh thức trí tuệ, hãy đến để đánh thức trí tuệ đã có sẵn ở trong mỗi bạn nhỏ, giao lưu, học hỏi cùng hàng ngàn các ba mẹ khác được chứng kiến sự thay đổi và đến lượt bạn cũng sẽ thay đổi. Tất cả những gì ba mẹ cần làm là bây giờ hãy bấm nút đăng ký ở bên dưới trước khi chương trình này đóng lại. Cô Hà xin chào các ba mẹ và hẹn gặp các ba mẹ và các con trong khóa học 28 ngày tuyệt vời!